thì tôi sẽ trình bày với các bạn một cái chủ đề mà tôi nghĩ là mọi người rất là thích. Đấy là chủ đề mà bán hàng trên Facebook nhưng mà bằng tài khoản profile. Và tại sao tôi trình bày cái chủ đề này? Bởi vì là đây là một cái hình thức kinh doanh, một cái hình thức bán hàng rất là tốt ở trên Facebook hiện nay. Do cái quảng cáo Facebook ngày càng đắt đỏ, cho nên tôi có xu hướng là tôi muốn khuyên mọi người là bán hàng trên profile thật nhiều. Đấy. Để làm sao để giảm được cái chi phí. Thì đây là một số những cái lời khuyên nho nhỏ để giúp các anh chị làm được tốt hơn. Được chưa? Thế thì bán hàng trên profile là gì, đúng không ạ? Và làm thế nào? Thì ở đây thì tôi muốn đưa ra một số những cái gợi ý cho các anh chị là đây là cái cách mà chúng ta sẽ sử dụng một hay là nhiều cái tài khoản Facebook profile để mà chúng ta bán hàng, một hay là nhiều, được chưa? Nếu mà chúng ta có thời gian thì chúng ta có thể chăm chút nhiều tài khoản, nhiều nick khác nhau. Hiện nay ở Việt Nam là các anh chị biết là đến thời điểm này là có 52 triệu người dùng Facebook tại thị trường Việt Nam. Tất nhiên là nó có một cái lượng ảo và một cái lượng mà các nhà quảng cáo chúng ta lập ra rất nhiều tài khoản, bởi vì là các tài khoản quảng cáo nó bị chết. Đây cũng là một cái cách mà Facebook mà kiểm soát tài chính, nhưng mà cũng là một cái cách rất là thông minh, có phần hơi ma giáo của Facebook là để tăng cái số lượng người dùng lên rất nhanh để cũng thể làm đẹp lòng các nhà đầu tư, đúng không ạ? Chứ ở Việt Nam chúng ta thấy rằng là cái tốc độ gia tăng tài khoản Facebook tại Việt Nam rất là nhanh. Mới có tháng nào 4 mấy triệu, bây giờ đã 52 triệu, và tôi nghĩ từ giờ đến Tết năm nay thì nó phải đạt ngưỡng 5-6, 5-7 triệu một tài khoản, rất là nhiều. Đấy, cho nên mỗi một người có thể sử dụng 1, 2 hoặc 3 cái tài khoản để chúng ta làm, được chưa ạ? Đấy, chúng ta có thể là xây dựng một hay nhiều cái tài khoản profile Facebook chất. Cái tài khoản profile tức là cái tài khoản mà chúng ta vẫn hay dùng để chat chít ấy, mình hay gọi là tài khoản cá nhân ấy, đúng không ạ? Cái xu hướng mà mua bán, cái xu hướng mua và bán trên trang cá nhân bây giờ cũng đang rất là tốt, bởi vì là cái người mua hàng trực tuyến bây giờ họ rất là mất lòng tin vào cái quảng cáo, rồi vào một số những website liên thiên linh tinh đấy, mà chưa kể đến là quảng cáo của Facebook rất là đắt, cho nên là muốn bán được bằng quảng cáo thì sản phẩm phải có lợi nhuận cao. Xu hướng là như thế, thông thường là như thế, không phải tất cả các quảng cáo đều có lợi nhuận cao, nhưng mà phần lớn bởi vì do cái chi phí quảng cáo nó tăng cao rất là nhiều. Thế mà cái xu hướng nữa là cái người ta thích mua hàng của người quen. Thí dụ như anh Phan Anh bán hàng thì mọi người sẽ mua sẽ yên tâm hơn, đúng không ạ? Bởi vì ông ấy là một người uy tín, đúng không ạ? Hay là ít nhất là ông có tóc mình còn túm được. Đấy, ý cái khái niệm người quen ở đây như thế, cả người mua lẫn người bán đều rất là dễ dàng. Và bán hàng trên Facebook profile thì thực sự là rất là tốt, sản lượng đơn nhiều, tiết kiệm được chi phí, thậm chí là chúng ta không mất cái chi phí gì cả, đúng không? Không phải mất tiền mặt bằng, không phải mất tiền quảng cáo, tỷ lệ chốt đơn thì cao, đúng không? Ví dụ như có 10 đơn đặt hàng thì chắc là 7-8 đơn là sẽ chuyển đổi thành người mua, nó không bị bong, không bị hỏng, không bị hủy đơn nhiều. Chúng ta cũng có khả năng bán được nhiều đơn nếu như mà chúng ta có một cái lượng theo dõi lớn, độ uy tín của chúng ta lớn, được chưa ạ? Đơn hàng đều tốt. Đấy, thế thì chúng ta sẽ xây dựng một cái profile cá nhân để bán hàng như thế nào? Các anh chị có câu hỏi thì cứ chuẩn bị nhé, tôi sẽ giải đáp sau. Chúng ta xây dựng một cái profile bán hàng như thế nào? Thí dụ như các anh chị thấy là trên trang cá nhân của tôi, trên trang cá nhân của tôi các anh chị có thấy là tôi bán hàng tốt không ạ? Vâng, chắc chắn là các anh chị không thể phủ nhận là tôi có bán được hàng. Còn bán tốt đến đâu thì tôi không dám chắc chắn. Và các anh chị nên là gì ạ? Chúng ta nên học hỏi nhau và nên áp dụng cái cách làm như thế. Chứ không phải là ông này cũng chuyên nghiệp, mình không làm được. Không có chuyện mình không làm được, các anh chị hoàn toàn làm được. Thậm chí là còn làm tốt hơn rất là nhiều so với tôi. Bởi vì tôi công việc của tôi cũng rất là bận. Đấy. Thường xuyên phải đi gặp gỡ khách hàng, thường xuyên phải đi tư vấn, thường xuyên phải triển khai các công việc. Rồi thì phải, tôi cũng làm ở trường đại học nữa, cũng phải đi dạy học, thỉnh thoảng phải họp hành vân vân. Không được toàn tâm toàn ý như các anh chị đâu. Các anh chị mà toàn tâm toàn ý bán thì các anh chị hoàn toàn có thể làm được nhá. Tôi muốn động viên như vậy. Đấy. Chúng ta phải xác định khách hàng mục tiêu của chúng ta là ai, rồi thì chúng ta mới kết bạn. Chúng ta kết bạn có chọn lọc, có trọng điểm, chứ không phải là ai chúng ta cũng kết bạn. Tất nhiên chúng ta đừng quá khắt khe nhá, đừng quá khắt khe. Đó. Đầu tiên mà chưa có chất lượng thì mình sẽ chọn số lượng trước, nhưng mà khi mà đã có số lượng rồi thì mình nên chọn chất lượng. Và quan điểm của tôi là cứ kết bạn, cứ theo dõi với các khách hàng mục tiêu là tuyệt vời nhất. Còn khách hàng mục tiêu là ai thì bạn biết rồi, bán cái gì thì nó sẽ là khách hàng mục tiêu mình sẽ xác định được. Đấy.
Và thứ hai nữa là chúng ta xác định mình là ai ở trên mạng, tức là xác định xây dựng thương hiệu cá nhân. Đấy, thí dụ như là Tuấn Cá Kho đúng không ạ, hay là Hoàng Hàng Nhật, hay là Hương Mỹ Phẩm đúng không ạ. Đấy, hay là cái gì đó, một cái sản phẩm gắn với mình. Đấy, Thu Son Môi, hay là một cái tên ai đấy, hay là Phan Anh Online Marketing đúng không ạ. Ý tôi là như thế, mình nhồi vào đầu khách hàng, nhồi vào đầu cộng đồng cái việc mình là ai ở trên mạng. Thì khi đến, ví dụ như tôi bây giờ tôi muốn mua một cái gì đấy hàng Nhật, hay là một cái hàng sách tay Pháp, thì tôi sẽ nghĩ đến ai? Vấn đề là tôi sẽ nghĩ đến ai, thì tôi sẽ tìm người đó để tôi hỏi anh ơi, chị ơi, em ơi, là có hàng đó không, là tôi muốn mua. Thì đấy chính là cái cách mà chúng ta sẽ bán, đúng không ạ? Và chúng ta cứ post bài trên trang cá nhân thôi, hàng mới về giá như này như kia, giảm giá, khuyến mại, quà tặng vân vân, thì người ta sẽ vào, người ta hỏi đơn mua thôi. Đấy. Vấn đề người ta mua là như thế nào, đúng không ạ? Người ta cũng sẽ quan tâm đến giá, quan tâm đến nguồn gốc xuất xứ, quan tâm đến chất lượng sản phẩm, và quan tâm đến chất lượng của người bán. Thí dụ như tôi bán, tại sao các anh chị rất là dễ chấp nhận mua? Ví dụ như tôi làm mới đây, tôi triển khai thử nghiệm đấu giá đá quý cho một cái doanh nghiệp, đúng không ạ? Thế thì cái việc anh chị, các anh chị vào ủng hộ rất là nhiều. Thậm chí là có nhiều người còn nghi ngờ tôi rằng là phải cho người gài vào để mua hàng. Thực ra không hề, tất cả những người mua hàng đấy đều là các anh chị bạn tôi, đều là những người biết tôi rất là rõ, và tôi cũng biết rất là rõ người ta. Đấy, điều đấy rất là tuyệt vời, bởi vì chúng ta có lòng tin với nhau. Mà cái thứ mà ở trên mạng bây giờ là cái thứ lòng tin trong mua sắm, mình gọi là lòng tin trong thương mại điện tử ấy, là rất là kém, do tình trạng lừa đảo, do tình trạng gian lận rất nhiều. Thế nên người ta muốn tìm kiếm những cái sản phẩm tốt, những người bán có uy tín, đúng không ạ? Và tất nhiên trong quá trình thực thi thì mình vẫn có những cái này cái kia khiến khách hàng chưa hài lòng, thì mình sẽ phải điều chỉnh. Vâng, chúng ta phải đầu tư thời gian, công sức, tiền bạc, đúng không ạ? Thậm chí là sức khỏe, các anh chị thấy không? Thời gian tôi phải viết bài này, thời gian tôi phải live stream này, tôi phải đăng hình ảnh này, tôi phải kể các câu chuyện này, tôi phải bắt được xu hướng nóng, hot trend là gì để tôi viết, đúng không ạ? Các chủ đề ngày hôm nay, chủ đề này tôi phải phân tích để cho mọi người đọc, mọi người biết là à đấy, cái nhân vật này, cái nick này, cái người này là người ta rất là uy tín, rất là chất lượng, người ta rất là giỏi, vân vân. Thì dần khách nó mới đến, đúng không ạ? Vâng. Đấy, chia sẻ những cái tài liệu quý, sách vở, rồi thì live stream hướng dẫn, live stream tư vấn, đúng không ạ? Live stream giải trí, đấu giá xuôi, đấu giá ngược, mua nhóm, mua chung. Chúng ta phải đầu tư vào content, tức là cái phần nội dung đó, nội dung của chúng ta gồm những cái gì. Đấy, tất nhiên tôi thì chị thấy là các bài viết của tôi thường không có nhiều like, bởi vì tôi viết những cái bài viết mang tính chuyên môn và trải nghiệm rất sâu. Tôi không thích viết những cái gì nó nhảm nhí, câu view, câu viết. Rõ ràng cái lượt like nó sẽ rất là nhiều, nhưng mà thực ra về cái độ chất đánh giá thì tôi, theo quan điểm cá nhân của tôi, nó sẽ không thể bằng được. Mở ngoặc là tôi để là quan điểm cá nhân, bởi vì các anh chị có thể sẽ không đồng ý với quan điểm như thế, đúng không ạ? Tiếp tục, đấy là chúng ta phải chia sẻ, đúng không ạ? Các cái nội dung, sản xuất các nội dung, mà nội dung này là phải nội dung thật, nội dung chất lượng, nó có từ là useful, là hữu ích, đúng không ạ? Unique là độc đáo, nó mình phải có cái chất lượng như vậy để hướng tới khách hàng, hướng tới cộng đồng mạng xã hội, được chưa? Mang tính chất lan tỏa, tạo cảm xúc tích cực và tạo lòng tin đối với người mua, nhằm thay đổi cái hành vi nhận thức mua hàng. Chứ không phải mình cứ bụp bụp là giao, chụp hình up lên, đúng không ạ? Thế thì nó không thực sự hấp dẫn, nó không thực sự lôi cuốn. Đây là một câu chuyện có thật. Ví dụ như tôi có một cái chị học viên, chị bán đồ lót, đúng không ạ? Thì ngày nào chị cũng đăng những bộ đồ lót lên, rất là đẹp. Thế ban đầu thì tôi cũng vào tôi like, ủng hộ, đúng không ạ? Thế nhưng mà ngày nào chị cũng đăng 3, 4, 5, 7 bộ. Thì tôi không thể nào mãi tôi like, ủng hộ được, đúng không ạ? Hay là một tháng, hai tháng liên tục thì tôi không thể nào like được. Bởi vì sao? Cái nội dung nó không hấp dẫn đối với tôi, đúng không ạ? Đầu tiên là tôi có thể ủng hộ, nhưng mà sau đấy các anh chị phải hấp dẫn, thì người ta mới bình luận, mới chia sẻ, mới tương tác với chúng ta. Thế nếu mà tôi cứ like suốt như thế thì chắc là người ta nghĩ tôi có vấn đề cuồng đồ lót, đúng không ạ? Vâng. Ý tôi là gì? Ý tôi là cái cách chúng ta phải chia sẻ câu chuyện là tôi vẫn hay nói đấy, là cái sản phẩm đồ lót này, đúng không ạ? Nó đã giúp cái cuộc sống gia đình hạnh phúc như thế nào, đã giúp một cô gái tự tin ra sao, vân vân. Đấy, cái cách chúng ta có thể hư cấu, hoặc là cái cách chúng ta có thể tưởng tượng, cách chúng ta có thể là
làm những câu chuyện để mọi người đọc và cảm thấy có mình ở trong đó. Càng muốn thu hút được nhiều người xem bao nhiêu thì mình phải nhớ rằng là phải có mình ở trong đó, phải có khách hàng ở trong đó, người ta đọc người ta phải cảm thấy thế thì người ta mới thay đổi nhận thức, dẫn tới thay đổi hành vi và người ta ra quyết định mua hàng nhanh chóng nhất cho mình. Tất nhiên là chúng ta phải có sự đầu tư, nghiên cứu, đúng không ạ, sản xuất nội dung thay vì là copy, đúng không, hạn chế copy đấy, truyền thể các bài viết thành hình ảnh, truyền thể các hình ảnh thành video, thành các câu chuyện đấy, thì người ta mới xem, người ta mới thấy hấp dẫn. Thế còn cứ nếu mà cứ viết mãi thì cũng rất là hay. Thế nhưng mà nếu mà mình chuyển một bài viết thành một bài ảnh, một cái bài ảnh thành một bài phim thì mọi người sẽ đánh giá mình rất là cao. Có những cái clip nó chỉ là 1-2 phút thôi nhưng mà có hàng triệu lượt xem. Mà nội dung thì tôi xem cũng thấy nó hết sức là bình thường, giản dị thôi. Nó đánh vào cảm xúc, đánh vào cái sự là ai cũng có mặt ở trong cái câu chuyện đó, đúng không ạ? Vâng. Đấy, thì rồi thì sao ạ? Cảm xúc, chủ đề của khách hàng, sản phẩm và dịch vụ, trải nghiệm của khách hàng, những câu chuyện hậu trường, những câu chuyện mà chúng ta trò chuyện với khách hàng. Hoặc là tôi đi tư vấn thì tôi thực ra tôi có rất là nhiều câu chuyện hay, nhưng mà do cái tính chất bảo mật thì tôi cũng không muốn chia sẻ, bởi vì khách hàng của tôi họ cũng không muốn thế, đúng không ạ? Đấy, thì tôi cũng hạn chế viết, chứ còn thực ra có rất nhiều thứ để hay để chúng ta có thể chia sẻ được. Tóm lại là bây giờ là gì? Các anh chị phải trở thành một cái người dẫn dắt, những người dẫn dắt khách hàng bằng những cái nội dung của chúng ta đăng lên trên trang cá nhân. Chúng ta xây dựng thương hiệu, chúng ta định vị thương hiệu thông qua bài viết, hình ảnh, video, đường link website, thông qua các quan điểm của chúng ta. Được chưa ạ? Chúng ta cũng phải vào trả lời các cái câu hỏi ở trên tường của nhà chúng ta. Chúng ta bình luận đi, bình luận lại. À, và tôi có một nguyên tắc là như này này. Chúng ta trò chuyện với nhau để kết nối, để thấu hiểu, đúng không ạ? Để tiếp tục diễn biến câu chuyện, chứ không phải là để close, đóng nó lại. Đấy, thí dụ như khách hàng hỏi là cái sản phẩm này bao tiền, vào là bùng phát là 300 anh ạ, hết. Thế thì người ta không thể nào người ta nói chuyện thêm với chúng ta được, đúng không ạ? Thế chúng ta phải trả lời như thế nào ạ? Vâng, thưa anh chị, là sản phẩm này của em là 300.000. Đấy, viết thêm mấy cái mô tả sản phẩm đấy ra, đúng không ạ? Không biết là anh chị thích màu nào, thích size nào. Đấy, thì để em có thể tư vấn, hoặc anh chị vui lòng inbox, hoặc anh chị vui lòng để lại thông tin để bọn em được hỗ trợ, vân vân. Chứ vào người ta hỏi là bao tiền sản phẩm, 300.000 hết. Thế là tình trạng là đã xem và không nói gì cả. Thế là chúng ta sẽ mất khách, đúng không ạ? Chúng ta phải tăng cái sự tương tác lên, tăng lên. Đấy, bằng rất nhiều hình thức, bằng các cách giật tít, bằng các cái trò chơi, điền vào chỗ trống, đặt câu hỏi, cả nhà ơi cho em hỏi, em mua cái này, em mua ở kia, đúng không ạ? Mặc dù mình biết thừa nhưng mình muốn là tạo ra cái sự tương tác. Chứ không phải tôi, bây giờ tôi không biết là cái này phải làm thế nào, đúng không? Mỗi ngày, hai ngày chúng ta có thể thả một cái tút kiểu hỏi đáp để nhờ mọi người. Thế mọi người trả lời cái thì mình vào, vâng, cảm ơn anh chị, đúng không? Nhờ anh chị chỉ dẫn là em hay tôi là đã xử lý được công việc rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Chúc anh chị ngày tốt lành. Thế thì cái người người ta vào bình luận, người ta cũng rất là thích mình. Đấy, bởi vì ai cũng muốn tỏ ra có ích, đúng không ạ? Mà mình rất là lịch sự, mình cảm ơn như thế. Thì tôi nghĩ đấy là một cái cách tuyệt vời để chúng ta kết nối với nhau, để chúng ta lan tỏa. Đó. Thế rồi thì chúng ta cũng nên trả lời các câu hỏi, các bình luận của người khác ở trên tường của nhà người ta, hoặc là ở trên các group, đúng không? Và đặc biệt là chúng ta phải lựa chọn những cái group có chất lượng, có chất lượng phù hợp với cái sản phẩm và dịch vụ của chúng ta. Đấy, bởi vì hiện nay thì vô vàn, đúng không ạ? Hàng chục nghìn đến hàng trăm nghìn các group có các lượng thành viên lớn nhỏ. Thế nhưng mà không phải group nào cũng chất lượng. Có những group có những cái thành phần nó rất là phức tạp, đúng không ạ? Nó rất là chỉ thích chửi bới ném đá thôi, thì chúng ta cũng nên thận trọng. Chúng ta sinh hoạt ở đâu thì chúng ta cũng phải lựa chọn ở đấy cho nó phù hợp, phải chưa? Chúng ta tạo giá trị cho cộng đồng đó bằng cách là chúng ta tạo ra nó group của riêng mình hoặc là group của người khác. Đấy, để chúng ta trao các cái cơ hội, trao các cái chia sẻ và chia sẻ những cái thông tin có giá trị đối với mọi người, thì dần dần chúng ta sẽ chiếm được cái tình cảm, đúng không? Cái nguyên lý này thì ai cũng biết rồi đấy, cho đi rồi sẽ nhận lại. Nhưng mà nhiều người cũng không sẵn lòng cho đi. Đấy, rồi thì cho đi toàn cái thứ vớ vẩn, đúng không ạ? Đấy. Và chúng ta cũng tuyệt đối là tránh cái việc cãi vã, chửi nhau, hiềm khích nhau, đúng không ạ? Bóc phốt nhau. Bây giờ tôi thấy lên mạng là lúc nào người ta cũng bóc phốt nhau,
đăng hình nọ đăng hình kia lên, thì cảm thấy là tôi rất là thích cái câu nói của anh Nguyễn Mạnh Hùng, tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, là anh nói là người Việt mình là khẩu nghiệp rất nặng, tức là chỉ thích chửi nhau, chỉ thích bóc nhau, không thích nói tốt về nhau, không thích cộng tác với nhau. Vâng, khẩu nghiệp rất nặng nên chúng ta hết sức cẩn thận. Bản thân chúng ta cũng tuyệt đối tránh lao vào những cuộc cãi vã như này. Nếu như gặp những cái thành phần mà nó vào nó mình nói là nó vô học đấy, hay là nó vớ vẩn đấy, là xóa, là block luôn, không việc gì phải tranh cãi mất thời gian cả, được chưa ạ? Còn mình cố gắng kiên nhẫn giải thích rồi mà người ta vẫn không hiểu thì block và không tham gia nữa. Đấy là quan điểm cá nhân của tôi. Đấy, thế chúng ta cũng phải đăng các bức hình, các video của chúng ta thật là đẹp đẽ, thật là chuyên nghiệp nhá, có đầu tư về hình ảnh. Đấy, nếu mà kết hợp được với những người nổi tiếng, những cái khách hàng nổi tiếng của chúng ta để tạo thêm cái sự uy tín cho chính chúng ta thì rất là tốt, đặc biệt là các ngôi sao, những người mà có uy tín, được chưa? Tần suất đăng bài thì chúng ta nên đăng từ 2-3 bài một ngày, đặc biệt là chúng ta chọn giờ vàng để đăng. Đấy, buổi sáng khoảng 10 giờ, buổi chiều khoảng 3 giờ, buổi tối thì khoảng tầm 9 giờ. Đấy. Thế còn tất nhiên là bây giờ nó online cả ngày rồi, nhưng đấy là những cái khung giờ người ta online nhiều nhất. Bài là phải đầu tư chất lượng, viết có phong cách, có quan điểm, có giá trị cốt lõi thì người ta mới quan tâm. Đấy, và dùng hình ảnh minh họa các thứ đầy đủ, chứ không phải viết dăm câu ba điều lăng nhăng. Đấy, thì cái chuyện mà chúng ta lên Facebook chơi cá nhân, chơi tôi không bàn làm gì. Ở đây tôi đang hướng dẫn các anh chị để bán hàng, để bán hàng nhé, để kiếm tiền chứ không phải để chơi, nhớ là như thế. Đấy, đối với các hình ảnh sản phẩm thì chúng ta cần phải lựa chọn là chụp đẹp, sắc nét, có bố cục, để chợ chúng ta có thể là bày biện nó ra. Học ở trên mạng này, cái cách chúng ta gọi là setup, chúng ta làm ánh sáng chụp chẹp tí cho nó đẹp, sau dùng phần mềm chỉnh sửa, viết caption giá rổ vào, hoặc là thêu dệt một câu chuyện liên quan đến nó, hoặc là quay clip, quay video review sản phẩm, hướng dẫn sử dụng sản phẩm, đăng lên thế thì nó mới tốt, đúng không ạ? Chứ bây giờ cái hình ảnh chụp còn lem nhem thì bán nó rất là khó. Đấy, qua rồi cái thời là hữu xạ tự nhiên hương, đúng không ạ? Chúng ta phải biết cách làm marketing, biết cách làm thương hiệu, biết cách bán hàng. Đặc biệt là chúng ta phải tạo các uy tín cá nhân. Uy tín của chúng ta, uy tín được thể hiện qua cái gì? Qua chất lượng của sản phẩm, đúng không ạ? Qua cái cách chúng ta trình bày, qua cái cách lời ăn tiếng nói, qua các cái dịch vụ mà chúng ta chăm sóc cho khách hàng trước, trong và sau bán. Đấy, chúng ta giữ mối quan hệ với khách hàng. Đấy, thí dụ như là hôm nay chúng tôi có bán một cái viên ruby, một cái viên ruby mà hôm trước chúng tôi đấu giá 13.500.000. Đấy, thì anh khách hàng thì anh ấy cũng rất là lo lắng, anh ấy sợ là sản phẩm như thế này như kia. Thế chúng tôi tư vấn nhiệt tình, hướng dẫn anh ấy kiểm định, hướng dẫn anh ấy ra những cái chỗ cửa hàng lớn để kiểm tra xem mức giá như thế là rẻ hay là đắt. Thế chúng tôi đưa ra các dịch vụ bảo hành. Thế anh ấy đi kiểm tra thì anh ấy thấy rất là tốt và đúng như là mình tư vấn thật, thì anh ấy rất là vui vẻ và anh ấy mua hàng. Thì đấy chính là cái cách mà chúng ta sẽ làm. Tất cả nó phải dựa trên là chất lượng sản phẩm, lời ăn tiếng nói, những cái cam kết nó phải thật sự. Bởi vì nếu mà không thật, người ta mua một lần sau người ta sẽ không mua. Đấy là bằng chứng mà tại sao anh chị thấy là dù chúng tôi mới tổ chức đấu giá có khoảng 2 tuần thôi, chưa đến 2 tuần thôi, nhưng mà cái tỷ lệ mua lại sản phẩm rất là cao. Do sản phẩm tốt, đúng không ạ? Do cái giá anh chị mua là tốt và do cái người bán hàng nó uy tín. Phương pháp làm cũng rất là hay. Thì đấy là một số những cái mà tôi chia sẻ rất chân thành để các anh chị tham khảo. Và cuối cùng thì tôi vẫn muốn là các anh chị phải tập trung xây dựng cái profile Facebook cá nhân này để giúp các anh chị bán hàng trong tương lai, bằng cách là chúng ta phải chăm chỉ, chúng ta phải cần mẫn, đúng không ạ? Chúng ta phải sáng tạo, chúng ta phải kiên nhẫn, đúng không ạ? Chúng ta thấy là sốt ruột quá thì chúng ta cứ quanh đi quanh lại. Đấy, có một bạn học viên của tôi ấy, bạn Ngân ấy, cứ thầy ơi là em sốt ruột lắm rồi, mà sốt ruột cũng không làm thế nào được, đúng không ạ? Chúng ta muốn tăng lượng bạn bè thì ngoài cái chuyện là chúng ta dùng nội dung đi kết bạn với người này, đi kết bạn người kia, chúng ta phải hấp dẫn để người ta kết bạn với mình. Hoặc là chúng ta phải đổ tiền quảng cáo, là vứt cái nick Facebook cá nhân của mình lên trên fanpage, sau đó đổ tiền quảng cáo vào cái fanpage đó, vào đúng cái bài đấy. Kiểu như là trên page chia sẻ link của Phan Anh, đúng không? Kết bạn với Phan Anh để được tư vấn miễn phí, vân vân vân, kiểu như thế. Thế thì 1.000 người người ta nhìn thấy thì có thể có 5 người người ta kết bạn. Cứ dần dần như thế thì chúng ta sẽ tăng lên.
Và chúng ta tham gia vào các group tạo ảnh hưởng trên các group là tốt nhất. Hoặc là nếu có điều kiện thì chúng ta phải làm các cái PR, các bài PR, các bài quảng cáo ở trên báo điện tử. Thí dụ như là hôm nay viết một cái bài là giảng viên thế này, giảng viên thế kia, tôi giả sử thế, thì người ta sẽ biết thông tin và người ta sẽ tìm trên Google, tìm trên Facebook, và người ta thấy mình, người ta dò thấy rất là hay, đúng không? Kết bạn theo dõi đó, thì nó sẽ tăng đấy, xuất hiện cùng với người nổi tiếng, livestream cùng với nhiều người nổi tiếng, vân vân. Đấy là những cái cách để chúng ta làm một cách chính thống, một cách lịch sự. Thế còn những cái cách không chính thống và không lịch sự thì nó rất nhiều, đúng không ạ? Livestream sexy vú vê này nọ thì rất là nhiều. Tôi không đi sâu vào cái lĩnh vực đấy, và tôi cũng không khuyến khích các anh chị làm trong cái con đường như vậy. Tất nhiên tôi không bác bỏ hay bài xích, đúng không ạ? Ở đây tôi muốn là nó phải chân chính, nó phải lành mạnh, nó phải tích cực, và chúng ta làm nó phải lâu dài, ổn định, chứ không phải chúng ta chộp giật và chúng ta dùng những cái hình ảnh kêu gọi để chúng ta thu hút, đúng không ạ? Chúng ta có giá trị, có hữu ích cho mọi người thì chúng ta sẽ đạt được. Có cái sự khác biệt trong cái cách mà chúng ta xây dựng hình ảnh cá nhân của chúng ta, đúng không ạ? Thông tin như tôi nói này, hữu ích, có giá trị cho cộng đồng, mọi người đọc, mọi người thấy tốt, mọi người chia sẻ. Có những bài thấy có hàng vạn lượt chia sẻ là vì sao, đúng không ạ? Bởi vì đánh vào cảm xúc người ta tốt, đánh vào cái thông điệp người ta tốt đấy, tạo dựng lòng tin và uy tín ngày càng lớn thông qua cái ngôn từ, bài viết, cách thức ứng xử, lời ăn tiếng nói, phong cách làm việc, sản phẩm dịch vụ bảo đảm cho người ta, thì dần dần chúng ta sẽ có khách hàng. Thì đó là 30 phút tôi mới chia sẻ với các bạn về cách chúng ta xây dựng một cái profile để bán hàng trên Facebook. Rất là vui được biết và được chia sẻ những kiến thức của tôi với các anh chị. Và nếu như các anh chị có câu hỏi gì thì các anh chị cứ inbox hoặc gửi email cho tôi qua email là fananhonline@gmail.com, Facebook là fananhvcu, hoặc là số điện thoại là 0989623858, website là pamarketing.vn, kênh YouTube là pamarketing.vn. Vâng, thoải mái ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong video tiếp theo. Vâng. Và không phải cố, mình hoàn toàn có thể làm được mọi người, nhưng mà vì mọi người không đặt câu hỏi nên là hết ạ. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo. Xin cảm ơn.